Sáng ngày 12 tháng 3, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh, giáo dục nghề nghiệp và thị trường lao động năm 2023-2024 với sự tham dự của hơn 300 học sinh đến từ các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết Hiện nay, thị trường lao động đang thiếu hụt nhân sự có kỹ năng nghề, nhất là các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe và các ngành nghề công nghiệp xây dựng. Công nghệ số trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo với những cỗ máy robot nhưng cũng không thể thay thế vị trí làm việc của lao động có kỹ năng nghề cao trong quá trình tạo ra sản phẩm. Các em học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia học nghề sẽ sớm tiếp cận với nghề nghiệp, sớm bước vào thị trường lao động, tạo thu nhập cho bản thân và gia đình và hơn nữa có nhiều cơ hội để điều chỉnh nghề nghiệp trong điều kiện thị trường lao động luôn thay đổi. Tại chương trình tư vấn tuyển sinh, các em học sinh đã được các trường trung cấp và cao đẳng trên địa bàn tỉnh giới thiệu về các lĩnh vực cần tuyển dụng và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề, hình thức xét tuyển của các trường. Ngoài ra, các em học sinh cũng đã tìm hiểu, tham quan các mô hình đào tạo và trang thiết bị hiện có quá trình học tập cũng như là cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường. Thông qua ngày hội tư vấn tuyển sinh giúp các em học sinh ở các bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt định hướng được nghề nghiệp trong tương lai phù hợp với năng lực, sở trường và nguyện vọng của bản thân, gia đình cũng như đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội.